Valua thắng theo tỷ lệ châu Á. 7 trận gần đây của Zone Burger, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua theo tỷ lệ châu Á 5 trận. Trên sân nhà, tỷ lệ này cũng không khá hơn với 2 thắng, 4 thua theo châu Á trong 6 trận gần nhất. Trong khi 8 trận gần nhất, Valua lại thắng theo tỷ lệ châu Á tới 6 trận. Tin vào trận đấu thành công cho đội khách. Tổng bàn thắng lẻ, 15 trận gần đây của Zone Burger trên mọi đấu trường, có tới 13 trận kết thúc với tổng số bàn thắng lẻ. 6 trận gần đây của Valor cũng có 4 trận có tổng số lần lưới rung là lẻ. Kịch bản trên sẽ lặp lại ở trận đấu này. Dự đoán, 1-2 bạn chọn tỷ số nào?